Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 3. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 45, câu số 1. Đọc viết các số sau. Này là 70.152. 7 10 nghìn 100 5 12. Đoạn này là 89.000. 8 10 9.000 400 77. Năm mươi hai nghìn một trăm chín mươi. 92.000 510. Cái số 2 tính nhẩm, 7.500 ta cộng với là 500, 500 này với cộng 500 này là bằng 1.000, được. Vậy là bằng là 8.000. Cái này là 3 chữ số 0 này chúng ta viết lại 1, 2, 3. 25 mà ta nhân cho 4 là bằng là 100. 80.000 ta trừ cho 40.000, như vậy là 8 trừ 4 là bằng là 4. 40.000. 15 ta chia 5 là bằng 3. 3 số 0 là chúng ta viết lại 1, 2, 3. Chúng ta qua tiếp theo câu số 3, tìm x. 36.512 ta cộng x bằng là 78.125. Đây là dấu cộng. Dấu cộng thì đây là số hạng đã biết, đây là số hạng chưa biết và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết thì chúng ta sẽ lấy tổng. Ta trừ đi cho số hạng đã biết. Trừ cho 36.512 bằng 41.613. Bài B. Rồi, cái này chúng ta trừ cho x bằng này. Vậy đây là cái dấu trừ đây là số bị trừ, đây là số trừ, đây là hiệu. Muốn tìm số trừ thì ta lấy là số bị trừ. Trừ đi cho hiệu. Rồi trừ nhau kết quả là bằng là 93.600. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, thích hợp ô trống. Số bên này là có 1, 2, 3, 4 chữ số. Số bên này 1, 2, 3, 4, 5, 5 chữ số. Số có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Nè, bài này lớn hơn, bài này bé hơn. Bài này là 5, bài này cũng 5 chữ số luôn. 6, cái hàng chục nghìn là 6, 6 bằng nhau. Cái hàng nghìn 8, cái hàng nghìn 0, 8 lớn hơn 0. À, cái này chúng ta cộng lại với nhau. 50.000 ta cộng 4.000 là bằng là, à, ta cộng luôn một lúc như thế này thì chúng ta sẽ có là 54720. Bài này cộng 54720, như vậy là bằng nhau. Bài này hàng nghìn là 44 bằng nhau, hàng trăm là 1, hàng trăm là 2, 1 bé hơn 2. Chúng ta qua câu số 5. Tính giá trị của biểu thức. Cái này thì chúng ta sẽ làm phép phép chia trước, thì ta, trong này có phép chia và phép trừ, chúng ta phải làm phép chia trước. Chúng ta lấy 87.120, chúng ta sẽ chia cho 2 thì chúng ta sẽ được là 43560. Rồi ta trừ cho cái này. Cái chỗ này chưa ít quá. 1525. Ta trừ cho 1525 bằng là 42.030.35. Bài này thì chúng ta sẽ làm phép nhân trước. Cái này chúng ta ghi lại này. 6 4 5 7
5. Trừ cho hai cái này nhân nhau ta lấy 10.250, ta nhân cho 2 là bằng là 20.500. Rồi, trừ ra thì chúng ta sẽ được là 44.075. Chúng ta qua câu số 6. Khoanh và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 9m 4 dm, đổ ra 9 cm, đổ ra cm là, xin lỗi, 9m 4 cm, đổ ra cm là bao nhiêu? 9m trong đổ ra cm là bằng là 9 900. 900 ta cộng với lại là 4 này nữa và bằng là 904 cm. Đáp án là số tích hợp là câu B. Chúng ta qua câu số 7. Có 55 kg ngô đựng đều trong 5 túi, hỏi 77 kg ngô thì đựng trong mấy túi? Như vậy bài toán này thì nó rơi vào dạng toán gọi là rút về đơn vị. Chúng ta tính là 5, một túi là bao nhiêu, ta lấy 55 chúng ta sẽ chia cho 5 thì coi một túi là bao nhiêu. Rồi có một túi là chúng ta sẽ tính thế này, ta lấy 77 này chúng ta sẽ chia cho cái số kg một túi thì ra số túi. Số kg ngô một túi đựng là, số kg ngô một túi đựng được là 55 ta chia cho 5 là bằng là 11 kg ngô. Rồi một túi là 11 và chúng ta sẽ có là 77. Số túi đựng được là 77 ta chia cho 11 bằng là 7 túi. Đáp số 7 túi. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 8. Câu số 8. Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB. Trung điểm là một cái điểm nằm ở giữa mà nó chia hai cái đoạn thẳng nó làm hai phần bằng nhau, đó gọi là trung điểm. Trước tiên chúng ta sẽ đo cái đoạn thẳng AB là bao nhiêu. Cái đoạn thẳng AB này là 6 cm. Cái đoạn thẳng AB này là 6 cm này. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai ra. 6 ta chia cho 2 là bằng 3. Đó. 6 ta chia cho 2 bằng 3. Như vậy đây, con số 3 đây. Vậy đây là trung điểm. Đây là trung điểm. Trung điểm này chẳng hạn chúng ta sẽ cho là điểm điểm O, trung điểm. Có nghĩa là AO bằng OB. Bằng bên này là 3, bên này là 3 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.